Chào mừng các bạn quay trở lại với phần bình luận của Hương Còi cho tài Man Up. Sắp tới thì chúng ta sẽ chứng kiến một trận đấu cực kỳ kịch tính giữa hai
và chúng ta chia sẻ cái phần phát trực tiếp của Magic Villa sau về tường, và thậm chí là các bạn cũng có thể like fanpage, chia sẻ về những cái group, những cái nhóm để nhiều khán giả của chúng ta có thể theo dõi được trận đấu cực kỳ hay này. Tốt hơn. Nếu như bạn có chữ là thì rất là may mắn, với cái điều kiện bàn bóng được trang bị cực kỳ tốt ở Man Up thì đi cái đã không có một chữ là, và với cái lực lớn như vậy thì Đức Thiện cũng đã thực hiện được cái cú điều hai bằng ra đi một cơn số 3 bằng cái cú cộng bí rất là tốt. Chúng ta quan sát với cái cự ly xa mà như vậy, Đức Thiện cũng đã cộng được bí số 2 và bí số 3 và mở đường. Lỗi bí số 2 và bí số 5. Trận đấu này thì chúng ta thấy là một trận đấu thực hiện rất là nhiều điều ở trong này, và một lối đánh cực kỳ dàn dơ và chắc chắn của Đức Thiện trong cái cú thủ bi vừa rồi. Và quay trở lại với ít thông tin cá nhân của hai cầu thủ, cầu thủ Vũ Hoàng Quân sinh năm 1982, cầu thủ Lương Đức Thiện sinh năm 1992. Cách biệt về độ tuổi của hai cầu thủ là 10 tuổi. Và khi độ dày dơ kinh nghiệm, cái thâm niên trong nghề đánh chuyên nghiệp của cầu thủ Hoàng Quân thì cũng gần như tương đồng với cái độ tuổi anh cách biệt với cầu thủ Lương Đức Thiện. Tuy nhiên thì cầu thủ Lương Đức Thiện cũng là một tài năng trẻ đang lên, với những cái kỹ năng vượt trội thì chắc chắn rằng cầu thủ Đỗ Hoàng Quân sẽ không thể chủ quan được. Đây sẽ là một cú trô căn lực. Rất tốt, em du mà cũng rất là đẹp. Đây sẽ là một cái cú rút một băng nhẹ thôi để mở góc, sẽ là một cái cú kéo hai băng ra đi một băng đi số 9. Với cái má bi như này thì Hương Còi phán đoán là Đức Thiện sẽ có một cái cú điều bi số 9 về lỗ góc để phản hình các bạn bằng một cú cua lê chân. Quyết định sử dụng một cái cú lê của áp lực phải. Rất tiếc là Đức Thiện một cái quả bi nghe chừng có một cái phần chủ quan không kỹ lưỡng của Đức Thiện. Thật không thể tin nổi. Tôi thì thiết nghĩ rằng là trong cái cú đánh vừa rồi không có một chút tâm lý gì cả. Tuy nhiên thì Đức Thiện lại có chút chủ quan. Và với cái việc thủ bi rất tốt của Đức Thiện để giành lợi thế trong tay thì Đức Thiện đã không thành công trong cái việc nâng tỷ số của mình lên trong ván đấu đầu tiên. Đây là một trận đấu rất là hay giữa một cây đa cây đề của Lăng Gia Việt Nam và một tài năng trẻ đang lên. Thật là tiếc với tất cả các quý khán giả của chúng ta, những người yêu VA mà không được theo dõi trận đấu này. Và để chúng ta có thể giúp cái trận đấu đến được với quý khán giả và những người bạn yêu VA chúng ta biết đến được trận đấu này thì Hương Còi cũng mong là các bạn hãy chia sẻ cái phần phát trực tiếp của Magic Villa Show để ủng hộ cho giải đấu của câu lạc bộ Man Up được tổ chức tại số 8/8 Nguyễn Chí Thanh, với cái sự tài trợ chính thức của Magic Villa Shop.
trong trận đấu này thì với giải Man Up diễn ra trong 2 ngày, thứ bảy chủ nhật ngày 16-17 tháng 6, với sự tham góp của gần 64 cầu thủ đến từ rất nhiều các tỉnh thành trong cả nước. Giải Man Up là một giải đấu cũng rất là uy tín. Trong những cái giải đấu thì khi được tổ chức thì đều nhận được sự quan tâm của các anh em UBA trên toàn quốc. Trong những giải đấu, xin lỗi Hương Còi phải dừng lại với một cú ra tay cực kỳ chắc nịch, rất tốt, đầu cực kỳ tốt, cánh tay ra thẳng của Đức Thiện, một cái quãng bi cần đến độ chính xác của cú ra tay lực. Thì chúng ta thấy là Đức Thiện đã đưa được cái bi số 1 thành công và lỗi. Tuy nhiên thì với cái vị trí bi số 1 để điều được bi số 2 thì rằng đây là một cái kỹ năng rất là khó và Đức Thiện cũng đã chưa thể đưa ra vị trí thuận lợi quyết định thủ bi. Tiếp theo Đức Thiện trong một cú đánh rất tốt thì Thiện đã có những cú thủ bi tương đối là lỗi lực, thiếu lực đem lại cơ hội cho cầu thủ Hoàng Quân. Mình sẽ quan sát. Quay trở lại với hệ thống giải của Man Up thì chúng ta đều biết đến một giải đấu cực kỳ uy tín, Man Up đã tổ chức vào hàng năm cuối năm thì bao giờ cũng có nhận được cái sự quan tâm của các cầu thủ đến từ các tỉnh thành trong cả nước, và quy mô giải đấu với tổng giá trị giải thưởng có lẽ là cũng cao, rất là cao từ trước đến giờ. Với giải đấu này thì chúng ta cũng thấy là dài nhất 20 triệu cũng không phải là quá to. Tuy nhiên thì với một giải đấu uy tín như thế này vẫn luôn thu hút được các cầu thủ tham gia. 64 cơ thủ. Và theo dữ liệu của ban tổ chức thì ngày đấu đầu tiên này có lẽ sẽ kết thúc vào khoảng tầm 8 giờ tối, 20 giờ ngày 16 tháng 6. Rất tốt. Như vậy là với những cái cú ra tay chắc nịch, đi đạn rất chắc và đường điều gọn gàng, một cây gạo cội rất là dài dơ trong làng bia Việt Nam, thì Hoàng Quân đã tiếp tục nâng tỷ số của mình lên trước cầu thủ Đức Thiện hay không? Ok. Rồi chúng ta có thể quan sát cái cú ra tay, cái cú quay chậm đưa bi số 9 xuống lỗ và giúp cho Hoàng Quân nâng tỷ số của trận đấu lên là 2-0. Trong giải đấu này thì chúng ta cũng thấy có những thử nghiệm mới của Magic Pilates Shop với sự hỗ trợ rất lớn của Vinila và trực tiếp là anh Lương Minh Kiên đã thực hiện. Chúng ta thấy là cái khâu hình ảnh và âm thanh đến với chúng ta thì chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Về giao diện thì chúng ta thấy là cực kỳ đẹp mắt. Thêm nữa thì ban tổ chức cũng đã bố trí 2 máy quay để liên tiếp có thể là nắm bắt những cái bao quát trận đấu cũng như là cái diễn biến của trận đấu này. Và vừa rồi thì chúng ta cũng vừa chiêm ngưỡng một cái sự thử nghiệm bằng cái việc là chúng ta xách những cái tình huống quay chậm tạo những hiệu ứng cho việc chúng ta theo dõi trận đấu, cũng như là để chúng ta có thể bắt được những cái tình huống tế nhị trong cái việc các cầu thủ chúng ta thực hiện những quả bi. Và rất là tiếc cho Đức Thiện, trong 2 bàn đầu tiên thì cái quyền chủ động đều thuộc về Đức Thiện, thì Đức Thiện đã
không nắm bắt được. Cơ hội vẫn đang dành cho Đức Thiện, và chúc cho Đức Thiện sẽ thành công trong cái bàn đấu thứ ba này để có thể rút ngắn tỷ số đối với cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Anh Tú ơi, bình luận viên nói rằng là tỷ số sẽ rút ngắn tỷ số là 2-1 cho Lương Đức Thiện nhé. Nếu như Đức Thiện thành công trong cái bán đấu thứ ba này. Đức Thiện đã với một cái vị trí đi cái và đi quân để có thể điều được đi số 7 thì Đức Thiện đã lựa chọn một cái cú đánh an toàn ở góc bi như vậy. Tuy nhiên để thực hiện cái cú đánh đó với cái má vênh như vậy thì Đức Thiện đã phải sử dụng rất nhiều kỹ thuật, lấy cách ra cái cổ tay mềm để dìm quả cái giữ má quả cái cực kỳ tốt trong cái tình huống vừa rồi. Rồi tôi chỉ mong là Đức Thiện cần có một cái sự cẩn thận hơn nữa. Vừa rồi thì Đức Thiện cũng đã thực hiện hỏng với quả bi số 9 với góc độ như vậy. Rồi như vậy là Đức Thiện đã thành công trong cái bàn đấu thứ ba của mình, đã kịp rút ngắn tỷ số. Tống Hoàng Nam xin chào em. Đây, hôm nay là một ngày tiết trời của thủ đô Hà Nội cũng tương đối là đẹp. Khi đi ngang qua những cái con phố tại thủ đô Hà Nội thì Hương Còi cảm nhận có một cái không khí gì đó rất là mùa thu giữa lòng Hà Nội, trong khi Hà Nội chúng ta đang ở giữa mùa hè. Và ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể là dành ít phút đến với câu lạc bộ Men Up được tổ chức tại câu lạc bộ Men Up tại số 858 Nguyễn Chí Thanh. Chúng ta có thể tiếp chiêm ngưỡng những cái trận đấu rất là hay gay cấn các cơ thủ của chúng ta. Ngoài bản TV Table, các bạn đang theo dõi giữa trận đấu giữa cơ thủ Đỗ Hoàng Quân và cơ thủ Lương Đức Thiện. Thì bản tiếp theo cũng đang diễn ra một trận đấu cũng rất là hay, đó là trận đấu giữa cơ thủ Nguyễn Hoàng Minh Tài đến từ thành phố Hồ Chí Minh và cầu thủ Phạm Phương Nam của Hà Nội. Đây cũng đều là những cầu thủ chuyên nghiệp, đều là những cái tay cơ có tên tuổi trong làng bia Việt Nam. Thịt xiên nướng ơi, sau khi mà hết trông cháu thì chị nghĩ rằng với cái việc là em mê bia như vậy thì em cũng có thể lên để theo dõi những trận đấu. Ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều những cái trận đấu hay sẽ diễn ra. Mặc dù là hôm nay mới là ngày đánh vòng loại thôi, tuy nhiên thì những cái trận đối đầu chúng ta cũng không thể dự liệu được hết, thì cũng có thể ví von nó như là trận chung kết vậy, trận chung kết sớm. Rất là tiếc cho cầu thủ Đỗ Hoàng Quân trong cái tình huống vừa rồi. Anh có cái ý tưởng rất là rõ để thực hiện, tuy nhiên thì với cái góc má và để có thể đảm bảo quả cái điều lực ra đi số 3 thì anh đã làm hỏng cái ý tưởng của mình rồi. Nhưng cơ hội dành lại cho Đức Thiện. Tuấn Nghĩa này đúng rồi, Đức Thiện đang cầm một cây sau hết. Còn anh Phúc Long thì mới, như chị Hương có biết là anh Phúc Long mới đổi cây Pichol. Chính xác rồi Hằng Nguyễn. Thiện vẫn giữ cây gậy mít mà Thiện hay dùng. Nó cũng là một cây gậy mà Thiện đánh cũng rất là tốt và cũng đã giúp cho Thiện
giúp có rất nhiều thành tích, không chỉ thành tích ở các câu lạc bộ mà còn là những thành tích quốc gia. Và đây cũng là cái cây gậy đã giúp cho Thiện Bắc Cạn khẳng định được tên tuổi của mình. Cái gậy này thì cũng rất là đặc biệt, đó là khi mà Thiện vô địch vòng một quốc gia bộ môn 10 bóng thì Thiện đã được một nhà tài trợ, đó chính là Hưng, bạn Hưng, bạn ấy đã là người cung cấp cái gậy, thì bạn đã tặng lại cái đốc gậy này cho Đức Thiện, và trên cái đốc gậy này thì có khắc tên riêng của Đức Thiện, ghi dòng chữ Đức Thiện Bắc Cạn. Vừa rồi thì chúng ta thấy một cái cú điều bằng góc và lực cực kỳ tốt của Đức Thiện với cái tình huống nhạy cảm của bi số 3. Với cái góc bi yêu cầu quả cái để ra một cái vị trí về lực và góc cực kỳ đẹp để có thể đưa được bi số 3 xuống lỗ và mở được má điều bi số 4, thì Đức Thiện đã rất thành công. Theo đánh giá của rất là nhiều những cái anh tài trong làng bia Việt Nam thì Đức Thiện cũng là một tay cơ trẻ và có cái cảm nhận về lực rất tốt. Đây cũng là cái nhận định mà Hương Còi xin phép là trích nguyên văn lời nhận xét của một cơ thủ tên tuổi của làng bia Việt Nam, đó là cầu thủ Đỗ Thế Kiên, Tức Kiên Pháp. Sau nhiều trận anh em đánh giao hữu rồi tập luyện cùng với nhau thì đó là lời khen tặng của cơ thủ Đỗ Thế Kiên. Khi nói về Đức Thiện, Đức Thiện có một cái những cái cách điều mà cảm nhận về lực cực kỳ tốt. Dương Trung Trực, chị đang vừa bình luận vừa theo dõi trực tiếp và vừa xem qua cam xem qua điện thoại ở đây thì thấy là mạng đều rất là tốt đấy em check lại qua mạng của mình xem đường truyền hiện nay là đang tốt. Hay quá Đức Thiện. Trong buổi ban đầu thì Đức Thiện đã phải thực hiện hai cái cú bi cộng và đều thực rất là thành công. Nhất Thanh, xin chào anh Thanh nhé. Hy vọng sẽ được gặp lại anh ở Hà Nội với những cái giải đấu tại thủ đô Hà Nội. Rồi, như vậy là với những cái cơ hội rất là ít ỏi thì Đức Thiện cũng đã kịp thời bắt nhịp lại được với trận đấu và nhanh chóng săn bằng tỷ số với online của mình. Và chúng ta hãy cho một tràng lay thật là lớn để cổ vũ cho cả hai cơ thủ. Các bạn cũng có thể quan sát trên màn hình với bàn đấu thứ 5 này thì người giành phần 3 đó chính là cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Và không còn thiết nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể bắn một tràng bão lai đặc biệt để dành tặng cho cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Trong những thời gian trước thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều những thông tin liên quan tới sức khỏe của anh. Và với sự trở lại như thế này, của anh như thế này thì đây là một cái niềm vui đối với những người thân bạn bè và người yêu bia Việt Nam cũng như là nền bia nước nhà. Một Eco đã từng giữ chiếc huy chương vàng SEA Games và rất là nhiều những cái chiếc huy chương vàng thành tích quốc gia. Không những là anh đã khẳng định được tên tuổi của mình mà anh cũng đã đóng góp vào trong cái sự phát triển của nền bia và nước nhà. Và rất xứng đáng chúng ta có thể trao tặng cho anh những tràng pháo tay và tim và một sự ủng hộ lớn để khích lệ anh để có thể vượt qua cái sức khỏe của mình, để có thể nuôi dưỡng cái niềm đam mê và truyền lửa cho cái thế hệ sau đấy, sau này. Chúng ta cũng có thể là quan sát cái cú đê pa quan trọng, thấy được cái hiệu quả của cú đê pa của cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Các bạn có thể quan sát từ cái cách ra tay lực
đội rất tốt. Chúng ta có thể quan sát cái quả cái cơ thủ Đỗ Hoàng Quân đã kiểm soát bằng cách kéo vào băng dài để kiểm sát cái đi tìm đi mục tiêu số 1. Với một cái cú đề ra tốc thì những cái cơ thủ đẳng cấp như Đỗ Hoàng Quân hay là Đức Thịnh thì cái khả năng để có thể run out với mỗi cái ván đấu như thế này là lên tới 80-90%. Ván bàn có một chút tình huống rồi, một cú phút thề là có cái sự va quật nhẹ trên đường chuyển động và đi mục tiêu của những cái. Chúng ta hãy quan sát cái cách xử lý trong cái tình huống tế nhị này. Có lẽ đây sẽ là một cái cú cậu bi chăng? Không biết là còn bài chém hay không, nhưng với góc độ như này có thể là một cái cú chạy đạn cũng không phải quá khó. Tuy nhiên thì chúng ta hãy quan sát xem là với kinh nghiệm thi đấu của mình thì cầu thủ Đỗ Hoàng Quân sẽ lựa chọn giải pháp nào. Một cú cân cực kỳ xuất sắc chúng ta trong một tràng bão này thật lớn, với cái việc mà xử lý tình huống bi tuyệt vời, thể hiện đẳng cấp của nhà cựu vô địch SEA Games rất tốt. Trên giải quốc gia vòng 2 năm vừa rồi thì trong bảng xếp hạng của các cơ thủ, tính điểm của các cơ thủ của chúng ta thì Đỗ Hoàng Quân anh đang là người đứng ở hạng 1. Với cái thành tích rất cao của anh thì trong màn tổng sắp thì anh đứng số 1. Tuy nhiên thì với cái điều kiện sức khỏe của mình thì anh đã không thể tham gia được giải đấu của năm nay. Với cái vòng 1 và vòng 2 này ở giải quốc gia này, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có cái cơ hội để chiêm ngưỡng cái tài năng xuất chúng của cơ thủ Hoàng Quân thông qua những cái giải đấu câu lạc bộ rất uy tín như thế này. Kỳ xuất sắc với cái cú đưa ta của Đỗ Hoàng Quân. Có lẽ là chút nữa chúng ta sẽ xem lại cái cú quay chậm để chúng ta so sánh cái cú đưa ta của hai cơ thủ. Đỗ Hoàng Quân là một cơ thủ có cú đưa ta rất tốt. Tuy nhiên thì ngang ngửa với anh ấy, Đức Thiện cũng là một tài năng trẻ được đánh giá rất cao với cái kỹ năng hoàn hảo. Chúng ta có thể quan sát rất nhiều bi đã dụng. Tuy nhiên thì quả cái của Đức Thiện kiểm soát chưa được tốt, cái đã không có cái chút kéo và đã bị tụt xuống dưới. Rồi, chúng ta có thể quan sát lại cái cú đưa ba tuyệt vời của Đức Thiện. Tuy nhiên thì với cái quãng xa như thế này và tôi cảm giác như quả cái có vẻ hơi mát nóng một chút, thì không biết là Đức Thiện sẽ xử lý quá tốt. Đức Thiện bàn tay có thể của Đức Thiện đã giúp cho Đức Thiện xử lý được cái tình huống éo le trong cái cú đề ta hoàn hảo vừa rồi. Liên tiếp là những cái đường cơ đẳng cấp đến từ hai cơ thủ. Trận đấu thực sự rất xứng tầm. Theo như quan sát của bình luận viên góc độ này thì bi số 5 đã mất góc ở má góc lộ bên trái màn hình các bạn. Nhưng Đức Thiện đã xử lý với một cú đánh cực kỳ mềm mại và rất chính xác. Đẳng cấp đã được thể hiện trong hai cái cú ra tay thôi.
quá hay, trận đấu như thế này mà chúng ta không kịp để có thể xe về tường để cho đại đa số những người bạn yêu bia của chúng ta biết đến thì thực sự là rất tiếc nuối. Vừa đóng vai trò là bình luận viên, vừa đóng vai trò là một khán giả thì thực sự là còn cảm giác cảm thấy rất mãn nhãn với cái trận đấu này. Quá tuyệt vời. Rồi, liên tiếp là những chấm rana. Quá hay. Rồi, chúc mừng Đức Thiện. Như vậy là cái sự ngang ngửa và cân bằng trong cái trận đấu này, chúng ta đã thấy là với hai chấm run out của hai cầu thủ khi đến lượt phá của mình thì hai cầu thủ đều thực hiện thành công cái trách nhiệm của mình, cái nhiệm vụ của mình trong cái từng ván đấu. Ván đấu 7, quyền phá thuộc về cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Thực sự cảm thấy rất là mãn nhãn và thậm chí có chút là nổi da gà với những cái cú đề pa và những cái cú đánh, cái việc mà xử lý những cái tình huống của trận đấu quá là hay. Rồi, chúng ta hãy quan sát cái cú đề pa của cầu thủ Đỗ Hoàng Quân một lần nữa, và chúng ta cũng có thể học được rất là nhiều điều trong những cái cú đề pa này để chúng ta có thể hoàn thiện hơn. Chúng ta với cái bộ môn chúng ta đã dành những cái nhiệt huyết đam mê của mình vào đó. Rất là tốt. Có đủ khi không? Quả cái. Rồi chúng ta thấy là Đỗ Hồng Quân đã sử dụng một cái cú phá có kéo áp về. Lực ra tay của anh ấy cũng là ở cái lực trung bình thôi, không phải quá lớn, để kiểm soát tốt cái đi mục tiêu. Tuy nhiên thì chúng ta vừa thấy là bị số 1 đấy rơi xuống lỗ 10. Và khoảng cách giữa bị cái và bị mục tiêu tiếp theo là bị số 2 đang ở vị trí rất khó. Không còn đường vào. Cái ở cái vị trí không hề dễ chịu chút nào cả. Có vẻ như đây sẽ là một cái cú cân bóc mặt đi số 2, chạy bi cái qua lòng góc về sau hai băng, có áp phê về bi số khuất mặt sau bi số 3. Có vẻ như đây sẽ là một cái cách xử lý. Rất tiếc cho anh Quân bị tay cơ rồi. Rất tiếc cho anh Quân. Tôi nhìn đầu gậy đây thì tôi thấy là anh đã sử dụng cái một chút cái áp phê trái để đưa quả cái chạy hai băng về sau đi số 3. Tuy nhiên thì cái ra tay vị trí của cái ở cái chỗ mà chúng ta thấy là cũng rất là khó chịu để thực hiện ý tưởng của mình, và Đỗ Hoàng Quân đã không thành công. Là cơ hội cho Đức Thiện bứt phá trong cái ván đấu này. Có may mắn cho Đức Thiện không? Rất là tốt. Vâng. Một cú cân vừa đủ, không thừa không thiếu. Và tình huống nhỏ trên bàn đã Đức Thiện đã giải quyết được xong. Và có lẽ là với cái ván đấu thứ 7 này thì Hương Còi phán đoán cái xác suất để Đức Thiện nâng tỷ số của mình trước cầu thủ Đỗ Hoàng Quân lên tới 90%. Xem lại góc máy quay ngay chừng như bi số 2 vừa rồi là không còn đường để có thể đưa thẳng trực tiếp vào lỗ góc bên phải màn hình. Rồi vừa rồi chúng ta thấy Đức Thiện đã sử dụng một cái cú điều rất là lãng mạn với cái áp phê phải vít hai băng.
cái đường đi số 6. Tuy nhiên thì Đức Thiện đã không thành công trong cái thực sự là một cái cú đánh hoàn hảo trong cái tình huống vừa rồi. Chúng ta thấy là với việc cú đánh của Đức Thiện hơi quá thấp đổ gậy và nhiều áp phê, nhưng thì bóng và bàn mới thì áp phê bắt đầu băng thì nó đã bị chuỗi. Với cái nỉ cũ thì chúng ta thực hiện cái cú điều vừa rồi thì có lẽ cái chạy ra lắp đi số 6. Tuy nhiên thì với nỉ mới thì như cái khi tiếp xúc vào băng thì cái nỉ mới này thì nó đã vẫn còn rất là trơn và cái ma sát đã không giúp cho quả cái nó có chạy bằng áp phê nhiều và nó bị xả. Nhưng cũng không sao, có va chạm rồi, có may mắn không, rất là may mắn với Đức Thiện. Người ta vẫn nói rằng là sai một ly đi một sọng. Ở trong bia đôi khi chỉ cần một ly thôi chúng ta đã giải quyết được cả một ván bàn. Tuy nhiên cũng một ly đó cũng có thể khiến chúng ta đang thắng chuyển thành bại. Vừa rồi chúng ta thấy Đức Thiện cũng đã có một cái cú điều chưa được tốt, và chính vì cái cú điều chưa được tốt đó đã khiến cho Đức Thiện đã có những cái điều chưa thực sự tốt. Tiếp với Đức Thiện trong cái cú rút phê vừa rồi rất là dày mà. Rồi, chúc mừng cầu thủ Đỗ Hoàng Quân với một cái sự sai lầm nhỏ nhỏ của Đức Thiện thôi. Tuy nhiên thì Đức Thiện đã cũng đã không kịp sửa sai trong cái tình huống vừa rồi, và cầu thủ Hoàng Quân cũng đã kịp nắm bắt cơ hội. Chúng ta có thể theo dõi cái tình huống lỗi của Thiện vừa rồi. Và chúng ta nhìn rất kỹ thấy là đây là một cái cú rút áp phê rất là dày má vừa rồi. Và với cái điểm mới ấy, nếu chúng ta rút ở cái góc độ như vậy thì rất dễ là quả cái nó sẽ quăng ngược sang bên này. Tuy nhiên thì cái đã chạy về hướng cùng với cái hướng chạy của biên số 7. Chúng ta thấy đây là một cái cú rút dày má, cái mới có cái đường chuyển động như vậy. Rồi. Nguyễn Văn Đăng đã nói rằng Đức Thiện chủ quan, thì thực ra là cũng có thể là một chút chủ quan, chúng ta chưa kịp quan sát trên cái trạng thái trên mặt của Đức Thiện. Tuy nhiên thì qua cái lối đánh của Đức Thiện trong cái hình bi trong rất dễ dàng có thể dọn được với cái khả năng của Đức Thiện thì Đức Thiện lại để vào góc. Trong những cái ván đấu đầu tiên thì Đức Thiện cũng đã xảy ra những sai lầm và đã đồng thời đó cũng là cái lý do Đức Thiện giúp cho cầu thủ Đỗ Hoàng Quân nâng tỷ số của mình lên. Và sau những cái ván đấu cực kỳ chật vật để có thể san bằng tỷ số thì Đức Thiện lại một lần nữa xảy ra sai lầm. Chúng ta quan sát cái cú quay chậm vừa rồi trong cái cú đưa ba của Đức Thiện, thấy đều là những cầu thủ có những cú đưa ba quá hiệu quả. Rồi một cú thủ đi không tốt của Đức Thiện, rồi một nhìn thấy một với cái quãng bi để Đức Thiện chạy đạn bằng cái góc bằng cái cú áp phê như vậy thì chúng ta thấy là rất là khó chịu, vì cái đầu gậy của Đức Thiện thì
Thiện Anh vừa thực hiện một cái cú đánh với ở xa, và thêm nữa thì mình mới cũng rất là cực. Và vừa rồi thì Đức Thiện đã thực hiện hỏng cả về lực và về góc trong cái tình huống tối nghị như vậy. Rất may cho Đức Thiện trong cái tình huống vừa rồi thì một đã không còn đúng ai. Kinh nghiệm thi đấu thì Hoàng Quân đã lựa chọn một cái giải pháp chạy đạn rất đơn giản hiệu quả. Cái quãng từ xa như vậy chúng ta chọn cái giải pháp đôn bằng lực vào góc. Đấy, chúng ta sử dụng quá nhiều những kỹ thuật với quãng đi xa, khoảng cách xa như vậy, một cái thì lại ở vị trí khó chịu thì rất dễ là xảy ra sai lầm. Nhưng thì cái cú chạy đạn cũng chưa phải là quá hoàn hảo của Hoàng Quân, thì đã chính anh đã tiếp tay để cho đối thủ có một cái cơ hội để nhấc đuôi mình. Xin chào anh Dương Quý ạ. Ngồi với giày ở đấu được tổ chức tại câu lạc bộ Men Up, một giải đấu mà rất tên tuổi với sự điều hành của huấn luyện viên Nguyễn Thành Nam. Thì trong giải đấu này thì anh Thành Nam cũng không thi đấu, dành cái thời gian để cho tổ chức giải. Với sự hỗ trợ và tài trợ rất là lớn, tài trợ chính thức của giải đấu này là Magic Glassop, thì chúng ta thấy là những hình ảnh được truyền tải tới với cái độ phân giải cao và với hai cái máy quay được bố trí, thì chúng ta liên kết sẽ được chiếm ngưỡng những cái tình huống bóng được quay chậm. Trọng Nghĩa cổ vũ Thiện, đây là cái cú cộng thứ ba mà Đức Thiện quá thành công. Và có lẽ là chúng ta phải xem lại sau cái trận đấu này, có thể là Vương Còi sẽ phải phỏng vấn Đức Thiện một chút về cái kỹ thuật cộng bi. Từ đầu trận đấu đến giờ thì thấy là Đức Thiện chưa cộng trưởng quả nào cả. Cú tám bi ở cái quãng xa đòi hỏi cái cú giữa tay của cầu thủ phải cực kỳ là thẳng và dứt khoát. Cái trường hiệu này của Đức Thiện cũng cứ lối chơi thả gà ra đuổi, cứ dỡ gỡ san bằng xong rồi lại xảy ra sai số, lại phải cố gắng chắt chiu cái cơ hội sau đấy của mình. Nếu mà chúng ta cứ đánh với một cái trạng thái mà đi rượt đuổi như này thì thực sự cũng rất là mệt mỏi. Má đẹp mà em ơi, Tuệ Tâm, chủ quan điều công đi 6, nó cũng không phải quá khó. Rồi với cái việc để chuẩn bị cho giải đấu thì câu lạc bộ Men Up đã thay toàn bộ nỉ giải đấu, và với những cái người đánh Lia thi đấu mà không có kinh nghiệm để đánh nỉ mới, đây cũng sẽ là một trong những cái cản trở khách quan rất là lớn với cái kỹ thuật điều của các cơ thủ. Tuy nhiên thì đây đều là hai tay cơ chuyên nghiệp rất đẳng cấp. Tỷ số lại tiếp tục được san bằng. Tuệ Tâm chính xác rồi, cái cú đánh của Đức Thiện trong cái ván trước thì Đức Thiện có chút ẩu đoảng, bởi vì cái hình bi chúng ta nhìn thấy là ngon quá rồi. Tuy nhiên thì Đức Thiện để thực hiện cái đường điều, và tôi nếu là tôi thì tôi nghĩ là Đức Thiện sẽ chọn cái điều đấy. Cái đường điều đi hai băng ngắn ra dài thì gần như là không có bi vật cản, không có cái cản trở gì cả. Tuy nhiên thì cái ra tay của Đức Thiện trong tình huống đó thì hơi thấp vậy, và chúng ta thấy là cái áp phê của Đức Thiện nó không đủ để có thể đưa ghi cái ra vị trí đẹp. Rồi cái cú đề vai tiếp theo thuộc về cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Cái hiệu suất trong những cái cú đề pa của hai cơ thủ đến giây phút này thì chúng ta thấy là 100%.
đều hợp lệ đưa được đi vào lỗ, và liên tiếp là những cái chấm run out để nâng chỉ số của mình lên. Anh Dương Quý, em không tham gia giải này anh ạ. Hôm nay thứ bảy, tuy nhiên thì bận một chút cái công việc ở cơ quan, cho nên đầu giờ chiều mới có thể về lại giải và để tham gia bình luận phục vụ cho mọi người. Và vừa rồi thì Hương Còi vừa nói tới cái hiệu suất của những cú đề ba của hai cơ thủ là 100%, thì chúng ta lại thấy là có một cái lỗi nhỏ trong cái cú đề ba vừa rồi của cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Đỗ Hoàng Quân đã không đưa được đi nào mục tiêu xuống đúng lỗ. Bi số 8 thì đáng lẽ ra với cái cách phá của anh Quân thì bi số 8 sẽ rơi xuống cái lỗ góc bên trái màn hình các bạn. Tuy nhiên thì bi 8 đã có chút lúc lắc. Như vậy là cái điểm tiếp xúc giữa bi cái tới bi mục tiêu số 1 chưa thực sự chính xác. Cũng có thể là cái cú phá, cái cách xếp bi của anh Hoàng Quân cũng chưa thực sự fit. Phần âm thanh chị cũng chưa quan sát thấy Huy Đen đâu, vì hôm nay thì chị cũng bận chút công việc, bây giờ mới quay trở lại với giải đấu, cũng chưa kịp update được hết tất cả cái tình hình, cái diễn biến của trận đấu ngày, những cái trận đấu trong ngày hôm nay, cũng như là kết quả thi đấu của các cơ thủ. Tuy nhiên thì quan sát này thì chưa thấy bóng dáng của cơ thủ Huy Đen đâu. Câu lạc bộ Man Up thì chia thành 2 tầng với tổng số bàn là 18 bàn. Và cũng là một cái điều kiện rất tốt cho các cơ thủ tham gia thi đấu dưới tầng 1 với 8 bàn. Còn những ai chưa đến lượt thi đấu thì có thể lên tầng 2 đánh giao lưu, rồi cũng có thể tập luyện. Phán đoán có thể là Huy Đen đang trên tầng 2. Và không biết là có cái điều gì xảy ra nữa không trong cái cơ hội để nâng tỷ số của mình lên. Trong những cái ván đấu trước thì Đức Thiện đều không thành công trong việc để có thể nâng chức tỷ số của mình lên trước Hoàng Quân. Ok, thuần âm thanh em nhé. Quan sát ở đây thì không còn tình huống gì cả. Không biết là Đức Thiện có làm cho nó có nhiều với phức tạp với ba cái quả bị mình không nữa. Ẩu rồi, chuyển sang đánh tay trái rồi. Khoa đang với câu lạc bộ này ở số 8 của 58 Nguyễn Chí Thanh em nhé. Câu lạc bộ Man Up dưới sự dìu dắt của anh Nguyễn Thành Nam, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia. Rồi chỉ còn một quả bi nữa thôi là Đức Thiện sẽ thành công trong cái việc là lần đầu tiên dẫn trước tỷ số. Lại như vậy là Đức Thiện đã thành công trong cái ván đấu thứ 9 của mình. Trong cái ván đấu thứ 9 ở trận đấu này, lần đầu tiên Đức Thiện đã dẫn trước cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Rồi chúng ta có thể quan sát lại về cú đánh đưa bi số 9 xuống lỗ của Đức Thiện. Và đã giúp cho Đức Thiện dẫn trước tỷ số trong cái ván đấu thứ 9 này. Trong những ván đấu trước thì Đức Thiện luôn là người giật đuổi. Và những cái cơ hội để Đức Thiện bứt phá thì Đức Thiện đã thực hiện không thành công. Một cái lợi thế cho Đức Thiện trong cái ván đấu này. Ván đấu tiếp theo thì Đức Thiện vẫn là người giành quyền phá. Và cái hiệu suất cái cú đẹp phá của Đức Thiện đến giây phút này vẫn là 100%. Thì chúng ta có thể quan sát. Nguyễn Hoàng Chiều gọi gì chị vậy em? Chính xác rồi, Nguyễn Hoàng Chiều ấy, là ban tổ chức đã phải bố trí toàn bộ bàn, tức là 8 bàn ở dưới tầng 1 để thi đấu. Chúng ta tổ chức trong 2 ngày nhưng với sự tham gia của 64 cơ thủ rất là đông, cho nên là ban tổ chức đã phải bố trí toàn bộ cái bàn full ở dưới tầng 1. Khoa đăng chính xác rồi em ơi.
số 8 ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Có thể quan sát cái cú đề ba của Đức Thiện. Tôi vẫn nói rằng là hiệu suất cái cú đề ba của Đức Thiện cho đến giây phút này là 100%, tức là đảm bảo về cái quy định của luật dính bóng sức cao, có một bi ăn và ít nhất 2 bi về bếp. Cú chém bằng tốt của Đức Thiện, lực tốt, cú chém bằng của sàng C, 2 băng. Rồi, bình luận viên Hương Còi đang theo dõi trên màn hình, trong mắt đọc thì đã thấy là số lượng các khán giả của chúng ta là theo dõi dần tăng lên rồi. Và xin thay mặt cho Magic Plus Shop gửi lời cảm ơn tới toàn thể các quý khán giả đã hỗ trợ và tương tác rất là tốt với Magic Plus Shop, và cũng đã giúp cho Magic Plus Shop truyền tải những cái hình ảnh này tới khán giả. Tới những cái người bạn yêu bia bằng việc là share cái phần phát trực tiếp người về tường vào những cái nhóm ở trên Facebook để chúng ta tăng cường cái tương tác. Và chúng ta vừa tham gia trận đấu này, và Hương Còi cũng mong là các bạn sẽ tiếp tục thực hiện những cái thao tác này để quảng bá cho giải đấu cũng như là cho Magic Bia Shop và ủng hộ cho phong trào bia Việt Nam. Cơ hội cho Đức Thiện tiếp tục gia tăng tỷ số của mình trong cái ván đấu tiếp theo. Phúc là Nguyễn, anh Cường ấy, Thiện thì mới đổi sang dùng sau hết anh nhé. Đây là một cái gây gậy mà Đức Thiện cũng chia sẻ rằng là đánh thì rất là thích, tuy nhiên thì nó hơi nặng. Đức Thiện nói rằng là nó nặng gần như bằng cái xà beng vậy. Tuy nhiên thì với cái kỹ thuật ra tay của Đức Thiện thì chủ yếu là bằng cái sự mềm mại, thì trong một cái thời gian rất ngắn thì Đức Thiện đã khống chế và kiểm soát được cái con ngựa rất là dũng mãnh là chiếc gậy sau ấy này. Rất tốt. Rồi, như vậy là cái cú đề ba tốt, và cái việc xử lý bi số 1 chúng ta có thể quan sát này. Để coi sẽ đề nghị anh Lương Anh Kiên sẽ cho chúng ta quan sát lại cái quả chén bi số 1 trong cái tình huống mà vừa rồi, để giúp cho Đức Thiện nâng cái tỷ số của trận đấu lên. Đây là một cú chém ở góc độ rất khó chịu, má mỏng, và chém bằng lực lớn sàng C. Mạng lại có vẻ chút nữa. Anh Nguyễn Việt Hùng ơi, cái trang Magic Plus này là của anh Đặng Thành Kiên. Anh Đặng Thành Kiên thì chắc là về lùi lại. Cái cú chém sang C đó là một cú chém thành công trong một cái tình huống của ván bàn vừa rồi, và cũng là một cái, có vẻ như nó là một cái quả bi chìa khóa cho cái trận đấu này, đã giúp cho Đức Thiện nâng gia tăng tỷ số giúp cho thủ Hoàng Quân đến tận 2 ván. Đây là một lợi thế không nhỏ cho Đức Thiện. Chất lượng chuyên môn cao, gần như chúng ta thấy là những cái sai số của trận đấu cho đến cái nửa sau này không có, nó chỉ quyết định bởi cái việc là chúng ta có thể, hai cầu thủ của chúng ta có đề pa được thành công hay không. Ok Hồ Ninh, chị đã sửa rồi, rất cảm ơn em. Facebook của chị Hương Còi là Bình An nhá. Rồi, chúng ta thấy là cái cú đê pa của cầu thủ Hoàng Quân
cũng lại một lần nữa chưa được tốt. Thế hai ván liên tiếp trong cái lợi thế, trong cái cú đê ba của mình thì Hoàng Quân chưa được thực hiện tốt như những cái ván đầu tiên. Chúng ta sẽ thể quan sát cái cú sức tê của Đức Thiện. Rồi chúng ta cho một cái trang bão lai cho cái cú sức tê ở cái quãng đi xa. Và với một cái cú chém ngá mỏng, thông thường với cú sức tê như này thì chúng ta rất hay bị tâm lý là không tới được đi mục tiêu, cho nên với ngá mỏng thường chúng ta sẽ rất dễ là bị sút vào giày. Nhưng vừa rồi thì Đức Thiện đã thành công trong cái cú sút tê đưa đi mục tiêu số 1 xuống lỗ. Đi cả đi mục tiêu số 2 thì còn nguyên ở trước mặt. Nhưng chắc chắn đây sẽ là một cái cú đánh khó rồi. Với cái cự ly mà chúng ta nhìn thấy đây, khoảng cách rất xa, bị cái thì lại gần băng mà. Và cạnh bị cái thì lại có một cái bi mục tiêu, cái vị trí để cầu tay rất khó chịu. Chúng ta sẽ xem cái cách ra tay của Đức Thiện trong cái tình huống này nhé. Đây sẽ là một cái cú đánh sử dụng đầu gậy, một cái kỹ thuật đánh khó. Với cái vị trí đánh cũng như là cái góc độ bi đạn ở cái vị trí như vậy để đưa được bi mục tiêu, đưa ăn được bi mục tiêu và đưa bi cái ra cái vị trí thuận lợi thì Đức Thiện đã không thành công rồi. Không vậy, không phải vậy là gì hả anh Tú Nguyễn? Khoa đang hỏi số điện thoại của ai em? Em hỏi số điện thoại của anh Đặng Thành Kiên. Rồi chúng ta quay trở lại với trận đấu nhé. Rất là may mắn là Đức Thiện trong cái tình huống mà thực hiện không thành công. Tuy nhiên thì bị cái lại một lần nữa ở rất xa đi mục tiêu. Ngày hôm qua thì Hương Coi đã quan sát anh Quân thực hiện cái cú chém mỏng này rất nhiều lần. Tuy nhiên thì ở cái độ như thế này có lẽ là anh Quân sẽ nên chủ động thủ bi thì tốt hơn. Thực sự là một ông anh với rất nhiều kinh nghiệm già dơ thì anh đã quyết định một cái cách thủ ở quãng xa khi mượn má bi số 4 để nhìn đi. Xin lỗi, bi số 6 để ghim bi số 2 ở dưới băng ngắn. Rất tinh tế trong tình huống vừa rồi. Rồi chúng ta quan sát cái góc độ quay chậm, chúng ta thấy rất rõ cái cách đánh của anh Hoàng Quân xử lý trong cái tình huống khó vừa rồi. Cú đánh bị nổ bi của Đức Thiện rất là may mắn. Đức Thiện trong cái tình huống vừa rồi thì bị cái lại ở vị trí khó rồi. Hay quá, đẳng cấp đã lên tiếng. Cái kinh nghiệm thi đấu của một ông anh già dơ, chúng ta thấy là anh đã thực hiện một cái cú thủ bi rất tốt ở cái góc độ vừa rồi. Không thành công. Có vẻ như vừa rồi thì đấy là một cái phần thử sức, thử khả năng a băng của Đức Thiện, của Đỗ Hồng Quân. Tuy nhiên thì Đức Thiện đã không chứng tỏ được cái khả năng a băng của mình trong cái tình huống vừa rồi.
Nhưng quan sát trên văn bản đây chúng ta thấy là mặc dù là Đỗ Hoàng Quân đang được nắm quyền đặt bóng trong tay, tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy có một cái bi tình huống ở trên bàn, đó là cái bi số 6, bi số 8 đang bị kẹt. Nếu là Hương Còi cầm bóng tay này thì Hương Còi cũng chưa biết là xử lý với cái tình huống này như thế nào. Không biết là dưới góc độ này thì có cộng được hay không. Cái quãng bi rất là gần để sửa má, không hề dễ chịu. Anh Đặng Thành Kiên thì đang ngồi cạnh đây. Nếu như anh Đặng Thành Kiên thì anh Đặng Thành Kiên sẽ xử lý tình huống kia như thế nào? Cộng 68. Cộng được mà, khoảng cách 6 với 8 cả xa và nhìn có vẻ gần khung và lỗ rồi. Em nhìn ở góc độ này thì em cảm giác nó là khó rồi. Nếu mà xây dựng cái ý tưởng để mà gãi ở đây thì để đưa bi cái ra vị trí thuận lợi ra bi số 5 thì lại càng khó hơn đúng không? Nếu có điều được bằng lực tốt, tuy nhiên thì dưới góc độ vừa rồi như anh Quân anh điều này là lỗi rồi đúng không? Không có cái khả năng để điều đường riêng. Như vậy là mình sẽ phải xử lý cái tình huống này bằng cách là phải cộng, hai là mở má để thủ. Ok, bạn Phong NS rất là cảm ơn về cái lời khen của bạn. Sắp tới thì chúng ta cũng sẽ được theo dõi toàn bộ cái phần phát trực tiếp, nó sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn của Magic Plus Shop. Và cái phần phát trực tiếp này của Magic Plus Shop thì có lẽ đây cũng là cái thử nghiệm đầu tiên khi chúng ta chạy bằng hai máy quay và chạy bằng cái phần phát và thậm chí nữa là có cái phần quay chậm để chúng ta có thể theo dõi một số những cái tình huống trận đấu. Bạn Trần Duy Khánh thì có hỏi về cái sức khỏe của anh Quân. Rất là cảm ơn bạn Trần Duy Khánh cũng như là những người bạn UBA đã quan tâm tới cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Một cái tín hiệu đáng mừng đó là sau cái ca phẫu thuật của anh thì anh cũng đã được đánh giá, các bác sĩ cũng đánh giá đây là một cái ca phẫu thuật tương đối thành công. Và chính cái sự thành công này chúng ta cũng thấy sự trở lại của anh với cái đam mê và cái nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên thì hiện nay thì anh Quân đang điều trị bằng hóa chất. Hoàng Quân đã quyết định thực hiện một cái cú đánh cực kỳ mạo hiểm bằng A băng để xử lý tình huống, tuy nhiên thì không thành công, như cái đã chạy ra vị trí rất là kinh nghiệm. Châu Nhật Phát có vẻ cổ vũ rất nhiệt tình cho Thiện Bắc Cạn. Rồi chúng ta quay trở lại với cái tình huống vừa rồi. Vừa rồi thì anh Đỗ Hoàng Quân đã quyết định thực hiện một cái quả A băng ở trong cái vị trí bi cái và bi số 5 đang thẳng. Và chúng ta thấy đây là cú A băng tương đối tốt của anh. Cái cảm nhận về A băng với cái quãng bi cái bi số 5 thì đang nằm ở cái rất xa băng, chúng ta tính được cái góc độ để bi cái chạm vào băng ra được đúng cái điểm chết của bi số 5 thì không hề dễ dàng. Và chúng ta thấy là anh đã thực hiện tương đối tốt trong cái tình huống vừa rồi. Hồ Minh Tuấn Con thì đang vừa rồi Tuấn Con cũng đã đánh, tạm thời thì Tuấn Con đang nghỉ ngơi. Đây rồi, chị đã nhìn thấy Tuấn Con đang gặp cơ thủ gì đây, Đỗ Khải. Tuấn Con đang thi đấu. Nguyễn Văn Quyết, anh Tuấn Phát cũng đánh trận rồi, tuy nhiên thì nếu như các bạn
quan tâm đến anh Kiên Pháp và hâm mộ anh ấy và ủng hộ cho anh ấy. Một chút nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái phần phát trực tiếp của Magic Mirror Shop nhé. Rồi, với cái quãng bi gần như thế này thì để đưa bi mục tiêu vào lỗ và để điều bi số 6 thì tôi nhìn thấy cái trạng thái của anh Hoàng Quân có vẻ như anh ấy quyết định là sử dụng một cái cú thủ bi. Chúng ta hãy quan sát nào. Không thành công thôi, lực đã quá lớn và có sự va chạm với bi số 6. Các bạn có thể theo dõi cái tỷ số trận đấu này thì hiện tại Đức Thiện đang dẫn trước cầu thủ Hoàng Quân với tỷ số là 6-4. Với những cái khúc cuối của cái trận đấu này thì chúng ta thấy có những cái biểu hiện tâm lý cũng như là có chính những cái biểu hiện tâm lý này đã khiến cho hai cầu thủ của chúng ta liên tục có những cái lỗi xảy ra. Hai cầu thủ chúng ta được xếp là chuyên nghiệp và game đấu này đánh lên 8. Châu Nhuận Phát vẫn tiếp tục cổ vũ cho Đức Thiện phải không? À, bây giờ là ai cổ vũ cho anh Đỗ Hoàng Quân thì hãy cho một tràng bão like đi. Hương Còi sẽ bắn bão like trước. Cổ vũ cho anh Hoàng Quân sẽ tiếp tục là rút ngắn tỷ số trong cái ván đấu này. Châu Nhuận Phát, anh Quảng Ninh cổ vũ cho em. Rồi, ok, rất là cảm ơn bạn. Những khán giả cực kỳ tuyệt vời và nhiệt tình của Đức Thiện đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục cổ vũ cho anh Đỗ Hoàng Quân để anh có thể rút ngắn tỷ số. Thực sự cảm thấy vui mừng với sự trở lại của anh Quân như thế này. Rất là phong độ cả về sức khỏe lẫn bia. Để anh có thể chơi lại được và với cái phong độ mà chúng ta có thể đang theo dõi hiện tại đây thì đây là cả một cái sự cố gắng và với chính những cái tình yêu với bộ môn này và với sự động viên của anh em trong giới bia thì đã giúp cho cầu thủ Hoàng Quân đã có một cái sức mạnh và một cái động lực để anh có thể quay trở lại với cái niềm đam mê và nghề nghiệp của mình. Với những cái giây phút cuối cùng của cái game đấu, cái chặng cuối thì chúng ta thấy là liên tiếp là những cái cú đánh chưa được tốt của hai cầu thủ. Đức Thiện là một cầu thủ trẻ sinh năm 1992. Chàng trai quê gốc tại Bắc Cạn, người dân tộc Tày, sinh ra ở một cái vùng núi, tại một cái gia đình như Hương Còi được biết có hai chị em, Đức Thiện là con út. Tuy nhiên thì Đức Thiện là một cái chàng trai có một cái ý chí rất tốt, và với cái việc mà Đức Thiện luôn cố gắng rèn luyện mình không chỉ cho với cái sự nghiệp của mình mà Đức Thiện còn giúp đỡ gia đình. Hiện nay thì ngoài cái việc là nghề nghiệp của mình là bia thì Đức Thiện cũng đã tham gia làm tại câu lạc bộ tại Magic Mirror Shop, hỗ trợ cho anh Đặng Thành Kiên để kiếm thêm cho gia đình. Chúng ta có thể quan sát lại cái tình huống, một số những cái tình huống quay chậm của cái bán đấu này. Thank you.
Rồi tiếp tục sẽ là cái cú đề ba tiếp theo thuộc về Đức Thiện. Chúng ta hãy quan sát nhé. Cho đến giây phút này thì theo mình nhìn còn thì cái hiệu suất của những cái cú đề ba của Đức Thiện vẫn là 100%. Tức là vẫn đưa được bi mục tiêu xuống lỗ và vẫn có đủ các bi về bếp hợp lệ trong cái cú đề ba của chín bóng xếp cao. Trương Đắc Linh rất là cảm ơn bạn. Thực ra những cái phần cái việc mà phát trực tiếp như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ dần dần hoàn thiện hơn. Và cái việc thử nghiệm với việc phát trực tiếp trên hai cái máy quay và cái việc replay lại cái tình huống trận đấu thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể quan sát trận đấu tốt hơn và sẽ tạo những cái hiệu ứng hơn nữa cho cái việc mà chúng ta theo dõi những trận đấu này. Tuy nhiên thì với cái việc mà phục vụ cho quý khán giả như thế này thì cũng mong là các quý khán giả chúng ta cũng sẽ đáp lại với cái việc là chúng ta sẽ chia sẻ cái phần phát trực tiếp những cái hình ảnh tốt như thế này về tường để cho đông quý khán giả chúng ta có thể theo dõi và ủng hộ cho giải đấu, cho các cơ thủ và đặc biệt là cho Magic Mirasop nhé. Vâng, anh ghi một em cái này lên. Anh kia nè. Đường đang chạy. Thì anh ghi lên. Không ghi được, anh không thể sao được. Anh không ghi được. Nên là anh đang dùng cái bước thì chắc là thầy dùng cái cá nhân. Anh cẩn thận nó thoát ra này, anh hưởng cái này. Tỉ ra nó cái này đấy. Đây anh ghim cái comment này lên. Đấy, Trương Đắc Linh. Mạng nó hơi quá. Tốt, như vậy là cầu thủ Đỗ Hoàng Quân đã nhanh chóng chấp lấy cơ hội để rút ngắn tỷ số. Và cơ hội cho anh vẫn còn rất là nhiều. Mặc dù là trận đấu của chúng ta thì sẽ kết thúc với việc là ai chạm đến 8 trước. Tuy nhiên thì còn nước còn tác, vẫn còn một ván đấu. Và với cái cơ hội của anh trong cái ván đấu này thì chúng ta cũng chưa thể phán đoán được cái kết quả của trận đấu này. Tỷ số của trận đấu là 5-7. Và cái quyền phá tiếp theo trong cái ván đấu này thuộc về cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Nếu như anh phá thành công và có một chấm run out thì trận đấu cũng đã trở lại tương đối là ngang ngửa.
Rồi chúng ta sẽ quan sát cái cú thứ ba của anh Đỗ Hồng Quân. Sẽ nhờ anh Lương Kiên một chút nữa sẽ quay lại cái tình huống này, bởi vì chúng ta thấy là anh Đỗ Hoàng Quân trong hai cái ván đề ba vừa rồi của anh ấy thì đều chưa được tốt, nó không như những cái giây phút đầu anh đã thực hiện. Đây là một cái ván đấu cực kỳ bản lề đối với anh thì chúng ta thấy. Vẫn đảm bảo với mục tiêu, tuy nhiên thì đây là một cú đề ba cũng chưa thực sự là theo như kiểm soát của cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Rồi chúng ta có thể quan sát lại cái phần quay chậm cái cú đề bào của Đỗ Hoàng Quân. Đi số 6 thì đã bị lúc lắc ở gần lỗ góc. Đây là một cú đề bào tốt thì số 6 đã rơi xuống lỗ rồi. Tuy nhiên thì rất là may mắn cho anh là trên cái đường chuyển động thì đi số 3 đã rơi xuống lỗ. Còn anh vẫn thuộc về anh. Ở một cái cú cần kề mà rất tốt của Hoàng Quân. Cơ hội để cho Đỗ Hoàng Quân rút ngắn tỷ số. Chậm kỹ lại một chút thôi, hãy khẳng định cái trình độ đẳng cấp của nhà cựu vô địch SEA Games. Mà anh Quân vẫn đang trên cái con đường để đi rút ngắn tỷ số. Đây là một cái ván đấu bản lề đúng không? Bởi vì sao? Vì game đấu thì chúng ta chỉ đánh đến 8 thôi. Và nếu như anh thành công trong cái ván đấu này thì tỷ số sẽ được rút ngắn là 6-7. Và nó sẽ chính cái sự bám sát tỷ số như vậy thì sẽ có thể sẽ làm tác động tới tâm lý của Đức Thiện. Cái máy đang chạy đâu? Chưa đấy, trận đấu không quay mà thử kiện. Chào truyền cảnh. Chúng ta có thể rõ một chút xem cái trạng thái khuôn mặt của cơ thủ Đức Thiện trong cái tình huống ván đấu như thế này rất quan trọng. Rồi, chúng ta có thể thấy quan sát hàng Quân này trong tình huống này. Rồi, có thể theo dõi ngay sau đây. Rất là tốt. Rồi. Với cái việc mà bám sát tỷ số này thì không biết là có làm cho Đức Thiện có chút sao động trong cái ván phá sau cùng của mình hay không. Kể cả là thắng hay thua thì đây sẽ là cái ván phá cuối cùng của Đức Thiện trong trong trận đấu này. Bạn Hoàng Nhất Phong có hỏi về năm sinh của anh Quân. Anh Đỗ Hoàng Quân sinh năm 1982 tại thủ đô Hà Nội. Và đối thủ của anh là Lương Đức Thiện. Đức Thiện kém anh Quân 10 tuổi, sinh năm 1992 tại Bắc Cạn. Hai người cách nhau 10 tuổi và tuổi đó là tuổi đời và tuổi nghề của anh Quân thì cũng cách Đức Thiện cũng khoảng tầm tương đối với thời gian. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy một cái diễn biến trận đấu rất ngang sức ngang tài giữa một cây đa cây đề của làng bia Việt Nam và một tài năng trẻ đang lên. Chúng ta có thể quan sát cái trạng thái tâm lý khuôn mặt của Đức Thiện trong cái cú đề ba có cái tình huống như thế này. Ván đấu rất quan trọng. Rồi, chúng ta thấy là
nó sẽ quyết định thậm chí là xoay vần toàn bộ những kết quả của trận đấu này. Thì một cú đề ba trên đầu tốt của Đức Thiện đã khiến cho Đức Thiện cũng đã phải cực kỳ tư duy nhẫn lại, chúng ta có thể còn ra. Tất cả những cái việc mà chúng ta suy nghĩ và đưa ra cái quyết sách nó sẽ ảnh hưởng tác động tới cái trận đấu, và đây là một trận đấu bản lề của đối với cả hai cơ thủ. Chính xác rồi, Việt Cường, tỷ số đang là 6-7. Đây là một cái ván đấu bản lề. Một là chúng ta sẽ phải tạm biệt cơ thủ Đỗ Hoàng Quân, hai là chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến cái sự giằng co trong cái ván đấu cuối cùng của trận đấu này, nếu như cơ thủ Đỗ Hoàng Quân là người giành được cái tỷ số tiếp theo cho cái ván đấu này. Gần tốt một cái cú sút tê, quyết định sút tê cân của Đức Thiện gần như thành công. Tuy nhiên thì tôi quan sát là cái quả cái của Đức Thiện nếu mà có thành công thì chắc chắn là Đức Thiện sẽ lại tiếp tục một cú sút tê tiếp theo. Chiến thắng chính xác rồi, đây là Thiện Bắc Cạn. Và đối thủ của Thiện Bắc Cạn là cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Rồi chúng ta hãy trải nghiệm cái trạng thái khuôn mặt của cơ thủ Đỗ Hoàng Quân, cái trạng thái tâm lý của anh trong cái ván đấu cũng rất quan trọng này. Xem cái biểu cảm của hai cơ thủ của chúng ta vừa rồi thì là Đức Thiện, bây giờ là Hoàng Quân. Chúng ta có thể quan sát xem là anh sẽ quyết định lựa chọn cái giải pháp gì trong cái tình huống rất là cảm như thế này. Anh ơi, anh nào đi xe ô tô biển số 20A08098 30A767364 29D05689 đánh xe ra xe đăng lên đây ạ, để cho xe hàng xóm lên đây vào. Rồi, chúng ta thấy là chỉ còn một vài những cái phút ngắn ngủi nữa thì trận đấu sẽ kết thúc. Càng đi đến cuối con đường thì hai cơ thủ của chúng ta lại càng chắc chiu. Với những cái tình huống như thế này thì kể cả là một cái tay cơ gạo cội trong làng bia Việt Nam như Đỗ Hoàng Quân thì cũng đã khiến anh phải cực kỳ phân vân với rất nhiều lựa chọn. Rồi, tôi đã thấy là anh đã đưa ra được quyết sách. Chúng ta quan sát xem anh có thực hiện được thành công ý tưởng của mình không. Với góc độ của bình luận viên như này thì có vẻ như nó là một cú có thể chạm mỏng má thôi chứ còn không thể, không còn đường riêng. Chính xác rồi. Đi bộ ra đi. Thì xe tại đi bộ đi vì xe chị gửi chìa khóa chị gửi trong quầy. Tôi cất đi thôi. Nó khóa tủ lại thôi. Sút tê không được thành công của Đức Thiện, tuy nhiên thì vẫn có một cái chút kiểm soát, có một chút may mắn dành cho Đức Thiện trong những cái tình huống nhạy cảm này. Mọi người nói nhỏ một chút.
Vâng, sau cái cú đề ba chưa được tốt của Đức Thiện thì chúng ta thấy là hai cầu thủ vẫn liên tiếp loay hoay với cái quả ghi số 1 này. Rất tốt Hoàng Quân, một cái cú cân băng dài rất cảm nhận lực và góc đã giải quyết được tình huống rồi. Chúng ta có thể xem biểu rõ chút cái trạng thái của Hoàng Quân. Mặc dù là cân đã thành công, tuy nhiên thì có vẻ như là anh ấy không hài lòng lắm với cái góc độ của cái như thế này. Chúng ta hãy quan sát ạ. Tôi thấy một cái biểu hiện rất phức tạp trên khuôn mặt của anh Quân trong cái tình huống trong cái ván đấu bản lề này. Và trong cái thời gian vừa rồi thì anh Quân sức khỏe cũng không được tốt, và chúng ta thì cũng đã được biết đến cái thông tin sức khỏe của anh Quân. Và việc trải qua những cái ván đấu áp lực như thế này thì có vẻ như cái điều kiện sức khỏe của anh Quân cũng đã chi phối tương đối nhiều đối với những cái đường cơ của anh. Có vẻ đây sẽ là một cú cộng bi tốt của Hoàng Quân. Có vẻ cảm nhận là như thế. Với những cái trận đấu áp lực, những cái ván đấu như thế này, khi mà không có sức khỏe thì cũng đã khiến cho cái chúng ta có thể quan sát lại anh Quân ấy có một chút gì đó nó khác biệt trong những ván đấu trước. Cho nên là để chơi cái bộ môn thể thao mà chúng ta tưởng như là nó rất nhẹ nhàng như thế này, nhưng để có thể của chúng ta có một sự bền bỉ và sự tỉnh táo thì cái việc mà sức khỏe của chúng ta đảm bảo là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định cho việc thắng thua của chúng ta, việc chúng ta thực hiện thành công hay không thành công những cái cú điều bóng. Tốt Hoàng Quân, như vậy là trận đấu đã trở nên rất là cân bằng. Tỷ số 7 đều rồi, một cái ván đấu cực kỳ quan trọng. Rất tiếc cho Thiện Lương, trong cái ván đấu bản lề thì Thiện Lương đã thực hiện chưa được tốt trong cái cú đưa ba của mình. Rồi, chúng ta có thể quan sát cái khuôn mặt của Thiện Lương. Và cái trạng thái tâm lý của Thiện Lương trong cái ván đấu này. Và cái lợi thế lại dành về cho Đỗ Hoàng Quân. Về ván đấu cuối cùng nhưng Đỗ Hoàng Quân lại là người được giữ quyền phá. Và nếu như anh phá thành công và làm chấm run out thì có lẽ Thiện Lương sẽ không có cái cơ hội cầm gậy trong ván đấu này. Bạn Quang Hải có hỏi là anh Quân phẫu thuật thành công rồi phải không? Chính xác rồi. Tuy nhiên thì cái việc thành công thì cho đến giây phút này anh vẫn phải kết hợp với cái việc trị liệu điều trị. Các đồ điều trị của anh Quân thì anh Quân cũng chia sẻ là hiện nay anh đang hóa trị. Và cái việc hóa trị như thế này thì mỗi một ngày cũng khiến cho anh cảm giác rất là mệt. Tuy nhiên thì trên trường thì anh vẫn luôn thu xếp một cái thời gian luyện tập với BI rất hợp lý. Sau cái giờ anh điều trị thì anh nghỉ ngơi ăn uống và ra câu lạc bộ Man Up để luyện tập. Và chính cái việc luyện tập này thì cũng đã giúp anh sớm quay trở lại với những cái giải đấu. Rồi, chính xác ở Khánh Nguyễn này. Rồi,
cú đề ba hợp lệ của Đỗ Hoàng Quân. Người Hoàng Duy cổ vũ cho Thiện Bạch Cạn. Ok, chị sẽ chuyển lời cho Thiện Bạch Cạn. Chỉ cần giải quyết được một chút cái tình huống tế nhị là bi số 2. Ra bi số 3 là có lẽ là Hoàng Quân có thể kết thúc trận đấu này. Và Thiện Bắc Cạn cũng không có cái cơ hội được quyền cầm gậy trong cái ván đấu sau cùng. Thực sự rất là hồi hộp. Tôi không biết là các cầu thủ khi đã được rèn luyện qua rất nhiều những trận đấu căng thẳng thì khi rơi vào những cái ván đấu áp lực như thế này thì có bị trôi chi phối quá nhiều bởi cái tâm lý hay không? Trong cái việc chúng ta thực hiện điều của bóng thì mình gì? Có thiết nghĩ đã là con người thì ai cũng vậy, ai cũng có những cái tâm lý. Tuy nhiên thì chơi chung được trải nghiệm với những cái trận đấu thì cái việc được rèn luyện, rèn rũa qua những cái cảm xúc như thế này nhiều lần cũng giúp cho các cầu thủ tỉnh táo để đưa ra những cái quyết sách đúng trong cái tình huống quan trọng như thế này. Rồi, chúng ta quan sát rất tiếc chờ Đỗ Hoàng Quân trong một cái cú ra tay có vẻ như là chưa được tự tin lắm trong cái tình huống vừa rồi. Bi số 2 đã ra màu, bi hình đã được mở, cơ hội giành lại cho Đức Thiện. Đây sẽ là một cái cú kéo dìm cái rất là sâu để đi lòng qua bi số dưới góc bi số 5, dựng về qua lỗ 10 một chút. Đây sẽ là một cái kéo cực kỳ sâu và bằng lực. Nguyễn Trường có hỏi anh Kiên Pháp thì anh ấy vừa được gọi tên vào bàn thi đấu. Trận đấu tiếp theo có vẻ như là trận đấu của anh Kiên, trận đấu tiếp theo mình gặp ai nhỉ? Nam Lĩnh gặp Kiên Pháp. Quyết định thủ ghi rồi. Con này mà thủ không thành công là thành công rồi. Chỉ cần hở sườn ra một chút thì chắc chắn là cái trận đấu, cái ván đấu cuối cùng này sẽ còn nhiều cái diễn biến giằng co hơn. Với cái quãng bi như này chắc chắn là không thể thực hiện được kỹ thuật sút tê rồi. Cầu thủ Hoàng Quân sẽ phải thực hiện một cái cú a băng. Với góc độ như thế này thì có thể sẽ là một cái cú a băng là căn mép mỏng. Hồi hộp chờ đợi. Không phải là một cú băng căn mép mỏng mà là một cú gót đưa bi số 3 về băng ngắn bên kia. Tuy nhiên thì với một cái cú gót rất chính xác của anh thì bi mục tiêu số 3 đã có chút may mắn rơi vào lỗ 10. Tình huống của trận đấu đã được mở. Hoàng Duy ở đây vẫn đang là vòng loại. Thành ơi,
Thành lấy cái ban của chị lấy cái chìa khóa. Lấy cái chìa khóa có cái quả bóng này, đưa cho anh nó. Có phần may mắn cho cầu thủ Hoàng Quân trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên nó cũng là cái ý tưởng của anh khi anh băng gót đi số 3 về băng ngắn đối diện. Quả bi đó nếu như là bi số 3 mà không ăn được lỗ 10 thì chắc chắn là nó cũng sẽ đi về băng ngắn. Tình huống rất hay, đẳng cấp quyền cựu vô địch SEA Games đã quay trở lại trong cái tình huống rất nhỏ. Khi mà rằng co thì chúng ta có thể thấy được những cái kinh nghiệm của anh đã được thể hiện. Nín thở bóp còi, chỉ còn hai hột bi trên bàn thôi. Phải bị lỗi mãi sao? Con này sẽ là được là một kéo, kéo hai băng. Này đánh thuận thì sớm hơn. Ba băng con này kéo thẳng tay luôn, kéo luôn cái áp về phải nhỉ? Một chút thôi. Rồi, chúc mừng cho Hoàng Quân và một cú điều rất lãng mạn và bay bướm trong cái tình huống như vừa rồi. Chúng ta có thể cùng quay xem lại cái cú điều rất lãng mạn vừa rồi, rất đẹp mắt. Và với một cú đánh quánh cực kỳ nhiều lực và áp phê thì anh đã có một cái cú ra tay rất cảm nhận để đưa được bi cái ra vị trí thuận lợi nhất để cơ thủ Lê Đức Thiện miễn trong cái tình huống vừa rồi. Chúng ta có thể quan sát lại cái tình huống vừa rồi. Rồi chúng ta có thể quan sát lại cả cái tình huống trong cái ván đấu vừa rồi, khi mà cái ván đấu rất cực kỳ quan trọng để quyết định kẻ thắng người thua thì Hoàng Quân đã có một cái cú gót cực kỳ thành công. Chúng ta có thể quan sát lại. Quay chậm này. Rồi chúng ta có thể quan sát cái cú kéo áp phê trái hai băng. Rồi, chúng ta có thể quan sát lại cái cú điều quá là đẹp mắt. Xong chạy. Vẫn là căn, con đấy vẫn căn gót con kia về dưới. Quả đấy mà quả đấy không ăn thì cũng xuống ngoắc xuống dưới.